Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 1 tháng 8 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin bị khui ê mài tối mật, Nguyễn Đức Chung lộ mối quan hệ mờ ám, tội chồng tội. Vụ án liên quan đến ông cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội là một vụ án rất dài tập. Đó là một phiên bản của vụ án Đinh La Thăng. Không biết trong quan hệ chính trị ông Nguyễn Đức Chung đã gây thù chuốc oán với bao nhiêu người mà để hôm nay ông rơi vào tình cảm bi thảm như Đinh La Thăng đến như vậy. Rất nhiều tội bị kết và chồng án, rất có thể ông Nguyễn Đức Chung sẽ lãnh một bản án nặng nề sau nhiều phiên tòa xét xử. Ông Nguyễn Đức Chung bị cách chức vào năm 2020, tức là không lâu trước thềm đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nếu không bị cách chức thì ông Nguyễn Đức Chung rất có thể đã vào Bộ Chính trị và nay chiếm trệ ngồi chiếc ghế dành cho một ủy viên Bộ Chính trị hoặc là Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội hoặc là Bộ trưởng Bộ Công an. Tuy nhiên, ông Nguyễn Đức Chung đã phải bị đứt gánh giữa đường. Kinh nghiệm nhiều năm làm công an, ông Nguyễn Đức Chung đã đối phó với khó khăn rất tốt. Ông ngửi thấy mùi không hay nên đã để cho nhân vật quan trọng nhất trong công ty Nhật Cường, đó là Bùi Quang Huy, cao chạy xa bay. Tưởng rằng thế là thoát, tuy nhiên ông Chung đã không thoát. Lý do vì sao như vậy? Bởi ông Chung có quá nhiều kẻ thù. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Đức Chung tại tòa. Ông Nguyễn Đức Chung là người tiến nhanh hơn quân hàm. Chỉ mới thiếu tướng mà nắm chức giám đốc công an thành phố Hà Nội, một chức vụ thường dành cho cấp bậc trung tướng. Trong chính trị, ông Nguyễn Đức Chung là nhân vật đáng gờm đối với cả những người có cấp bậc thượng tướng hoặc là đại tướng công an. Ở Bộ Công an, chỉ ai làm Thứ trưởng Bộ Công an mới có Ủy viên Trung ương Đảng, và hầu hết trong họ là trung tướng hoặc thượng tướng. Tuy nhiên, chỉ mới thiếu tướng nhưng ông Chung đã nhảy ngang qua làm chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội với chức Ủy viên Trung ương Đảng. Nếu không chặn được ông Nguyễn Đức Chung, rất có thể ông lại vào Bộ Chính trị tại đại hội lần thứ 13, và nhiều kẻ đã không muốn điều đó. Bị chặn ngay giữa đường vì tiến quá nhanh. Có thể nói, ông Nguyễn Đức Chung là người tiến nhanh hơn, làm cho nhiều đối thủ chính trị của ông cảm thấy lo ngại. Từ tháng 9 năm 2012, lúc đó mới chỉ 45 tuổi mà Nguyễn Đức Chung đã là Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội. Lúc đó ông chỉ mới mang cấp hàm đại tá, một cấp hàm cấp rất xa, cách xa cấp hàm trung tướng của ông Nguyễn Đức Nhanh như ông Nguyễn Đức Chung đã đảm nhận chức lớn như vậy. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Đức Chung khi còn là đỉnh cao quyền lực Chủ tịch thành phố Hà Nội. Ngồi vào chiếc ghế Giám đốc Công an thành phố Hà Nội thì thế nào cũng được lên non. Vì thế mà ngày 13 tháng 7 năm 2013, Nguyễn Đức Chung đã được phong hàm thiếu tướng. Ngoài ra, ông Chung còn trao được các bằng khen như Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vào năm 2004 và Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất vào năm 2007, Huân chương Chiến công hạng nhất. Ngồi trước ghế Giám đốc Công an thành phố Hà Nội chỉ mới 3 năm, thì vào ngày 2 tháng 11 năm 2015, ông Nguyễn Đức Chung lên chức Phó Bí thư thành phố Hà Nội tại Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa 16, nhiệm kỳ 2015-2020. Đây chỉ là bước dọn đường mà ông lên làm Chủ tịch thành phố Hà Nội sau đó. Và đúng như lộ trình này, vào ngày 4 tháng 12 năm 2015, ông Nguyễn Đức Chung lên làm Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thay ông Nguyễn Thế Thảo sau khi Hội đồng nhân dân thành phố này bầu mang tính chất thủ tục. Vào ngày 10 tháng 12 năm 2015, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký quyết định số 2225 phê chuẩn việc bầu chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Nguyễn Đức Chung. Vào tháng 1 năm 2016, tại Đại hội Đảng bộ đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Chung tiếp tục trúng cử chức Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12. Lúc ông Nguyễn Đức Chung làm Chủ tịch thành phố lớn thứ nhì của đất nước mà ông chỉ mới có 46 tuổi, vị trí Chủ tịch thành phố Hà Nội rất dễ vào Bộ Chính trị, mà ông Nguyễn Đức Chung thường tiến rất nhanh, không vị trí nào ngồi quá 5 năm, nên ông đã gây nên mối lo rất lớn với các đối thủ chính trị của ông, mà trong đó có cả ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Và đó là lý do tại sao ông Nguyễn Đức Chung đã bị triệt hạ. Họ đã triệt hạ nhau như thế nào? Vào năm 2020, ông Nguyễn Đức Chung bị bắt vì dính dáng đến vụ án Nhật Cường Mobile. Cáo buộc về thiệt hại kinh tế của vụ án này không lớn, nhưng vẫn bị khui và ông Nguyễn Đức Chung bị tống vào tù. Ở đây, những người tham gia vào việc tống Nguyễn Đức Chung vào tù có thể kể ra là Nguyễn Phú Trọng, Tô Lâm và người rất kín tiếng, đó là ông
Chu Ngọc Anh. Và nếu như không bắt được ông Nguyễn Đức Chung để tống vào tù thì khả năng là ông Nguyễn Chung sẽ vào Bộ Chính trị và rất có thể ông ta sẽ nắm chức Bộ trưởng Bộ Công an thay cho ông Tô Lâm. Và đây chính là hiểm họa lớn mà ông Tô Lâm cần phải loại bỏ. Nếu ông Nguyễn Đức Chung mà không vào Bộ Chính trị thì thế nào ông cũng giữ chức vị cũ và lúc đó Chu Ngọc Anh cũng không có cửa để về nắm chức Chủ tịch Hà Nội. Tuy nhiên nếu Tô Lâm và Chu Ngọc Anh thôi không đủ loại Nguyễn Đức Chung mà cần phải có bàn tay của Nguyễn Phú Trọng. Vì vậy ông Nguyễn Phú Trọng chỉ đóng vai trò là người giúp sức nhưng sẽ làm sai lệch cán cân quyền lực rất lớn vì quá nhiều kẻ thù như thế nên Nguyễn Đức Chung khó mà thoát khỏi trường hợp tội chồng tội. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Đức Chung xử lý khủng hoảng Đồng Tâm. Mới đây vào ngày 29 tháng 7, báo chí cho biết Bộ Công an đã khui được nội dung email tuột mật của ông chủ Nhật Cường gửi ông cựu chủ tịch Nguyễn Đức Chung. Trước một ngày mở thầu và xét thầu gói số hóa tài liệu hồ sơ đăng ký kinh doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội, Bùi Quang Huy, tổng giám đốc công ty Nhật Cường đã gửi email cho Nguyễn Đức Chung và đề xuất chỉ đạo lùi ngày đóng thầu thêm 2 tuần. Trong nội dung email mà ông Bùi Quang Huy đã gửi và gợi ý lý do để dừng đấu thầu và từ đó lộ diện quân sư của Bùi Quang Huy. Quân sư đó không ai khác, chính là ông giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư, ông Nguyễn Mạnh Quyền. Được biết, một ngày trước khi Sở Kế hoạch Đầu tư tổ chức xét gói thầu ở trên, Bùi Quang Huy, tổng giám đốc công ty Nhật Cường đã gửi email cho Nguyễn Đức Chung và mục đích gửi lá thư này để có thể ông Bùi Quang Huy sẽ giới thiệu thêm một công ty tham gia đấu thầu. Về nguồn gốc email, vào ngày 15 tháng 5 năm 2016, Võ Minh Hiếu, giám đốc của Nhật Cường Software đã gửi Bùi Quang Huy và từ đó Huy gửi cho Nguyễn Đức Chung qua địa chỉ email chunghinhsu@gmail.com. Trong email có nội dung như sau: theo thông tin Hiếu được biết thì Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội đang triển khai gói thầu số hóa vào năm 2016 và dự kiến đóng thầu vào ngày 16 tháng 5 năm 2016. Hiếu muốn nói Huy nói với ông Chung cho một công ty do Hiếu giới thiệu có sử dụng phần mềm nhận dạng của Nga tham gia gói thầu số hóa đăng ký doanh nghiệp. Ngoài ra, có thể số hóa văn bản giấy tờ và cơ sở dữ liệu hộ tịch tại cấp phường. Từ dữ liệu số hóa đó có thể tạo lập cơ sở dữ liệu doanh nghiệp và tích hợp vào hệ thống chính quyền điện tử của thành phố và cơ sở dữ liệu dân cư. Do đã đến thời điểm đóng thầu, không kịp chuẩn bị hồ sơ, nên Hiếu đã đề nghị Huy đề xuất ông Chung chỉ đạo lùi ngày đóng thầu thêm 2 tuần để có thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu và chứng minh năng lực một cách tự nhiên, không can thiệp. Và dư luận cho rằng ông Tô Lâm lúc này cũng đang rất ngán ngại Nguyễn Đức Chung khi ông Nguyễn Đức Chung tiếp tục được bầu vào Bộ Chính trị. Vào tháng 4 năm 2017, vụ tranh chấp đất đai ở Đồng Tâm lên tới đỉnh điểm khi một số công dân của xã Đồng Tâm đã giữ 38 người, gồm cán bộ huyện Mỹ Đức và cán bộ chiến sĩ công an tại nhà văn hóa thôn Hoành. Khi đó, ông Chung đã về Ủy ban Nhân dân xã Đồng Tâm đối thoại trực tiếp với người dân và ghi nhận 21 vấn đề bức xúc của bà con và hứa sẽ chỉ đạo giải quyết công tâm. Nếu giao cho Nguyễn Đức Chung toàn quyền giải quyết vụ Đồng Tâm thì rất có thể uy tín ông Chung lên như diều gặp gió. Đó là lý do Tô Lâm cùng giám đốc công an thành phố Hà Nội lúc đó quyết định đánh úp Đồng Tâm và loại bỏ vai trò Nguyễn Đức Chung trong vụ án này. Đó là cú đánh đầu tiên nhắm vào Nguyễn Đức Chung và sau đó là vụ án Nhật Cường Mobile là Nguyễn Đức Chung mất chức vào tay Chu Ngọc Anh và mất luôn cơ hội vào Bộ Chính trị tại đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là những mưu đồ rất thâm độc của các đồng chí trong đảng đang đấu đá với nhau. Đây là hình ảnh ông Tô Lâm. Với việc khui thêm email này thì Tô Lâm lại có thêm cơ sở để chồng thêm tội lên đầu ông Nguyễn Đức Chung. Đánh Nguyễn Đức Chung càng mạnh thì Tô Lâm và Chu Ngọc Anh mới ăn ngon ngủ yên cho được. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 1 tháng 8 năm 2021 với bản tin bị khui email tối mật, Nguyễn Đức Chung lộ mối quan hệ mờ ám, tội chồng tội. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.